Chào các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, Minh Hùng Review. Khi mà nhắc đến cái tên là Samsung ấy, thì nhiều người sẽ dán vào hai chữ là giá thì cao mà cấu hình của nó ấy, thì lại thấp. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Samsung đã khác quá nhiều các bạn ạ. Xiaomi chơi bài giá rẻ, bán online và cấu hình cao chứ gì, Samsung cũng tương tự luôn. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn 3 chiếc điện thoại Samsung giá rẻ, cấu hình cao và thậm chí là còn cao hơn cả Xiaomi. Đó là những điện thoại nào thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình đi vào nội dung chính nhá. Top 3 điện thoại Samsung ngon nhất. Và nếu anh em quan tâm về những dòng điện thoại Samsung với mức giá rẻ, có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này. Còn bây giờ thì hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Cái chiếc điện thoại đầu tiên ấy, là một chiếc điện thoại mà mình đã review quá nhiều, ít nhất là khoảng tầm 2-3 lần rồi. Galaxy M14. Con này đúng chuẩn là giá rẻ cấu hình cao của nhà Samsung luôn, vì nó có rất là nhiều thứ ngon ở trong tầm giá. Thứ đầu tiên ngon đó chính là về hiệu năng. Exynos 1330 nhiều anh em chê nhưng mà mình thì sẽ khen, tại vì giá của nó chỉ có hơn 3 củ khoai nếu anh em mua online và gắn sale, thì đây là con máy có cấu hình đẹp nhất, cấu hình cao nhất và cũng như là nó sẽ hỗ trợ luôn cả 5G. Với con Exynos 1330, cấu hình của nó nếu so sánh với những con chip đến từ nhà MediaTek ấy, thì nó phải mạnh tương đương, thậm chí là ngang ngửa với con chip Helio G99 và mạnh hơn so với G96 cũng như là G85, G88 vân vân. Vì điểm số hiệu năng của nó rất là cao, khoảng tầm 450.000 điểm AnTuTu trong tầm giá 3 củ, mà điểm số của nó phải tương đương với những con máy từ 7 đến 8 triệu. Đấy, chưa kể với con Samsung Galaxy M14 5G, nó có màn hình 6.6 inch, Full HD Plus và nó vẫn có tần số quét, đó chính là 90Hz. Thế như vậy, đây cũng là một cái điểm cộng ở trong tầm giá rồi. Chưa kể camera của nó sẽ là 50 chấm này. Đó, và con này còn có viên pin rất là trâu, 6000mAh, quá thoải mái để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng phổ biến của chúng ta. Chạy ship được này, đó, pin trâu dùng cho phụ huynh cực kỳ lâu dài, có luôn cả sạc nhanh nhưng mà không phải quá nhanh. Nói chung á, là với chiếc máy này thì nó sẽ phù hợp với anh em cần pin trâu, cần cấu hình ổn và chơi game ngon. Tiếp theo, đến với một chiếc điện thoại nữa mà mình tin chắc rằng Samsung bây giờ đã thay đổi quá nhiều, Galaxy A23 5G. Với con này nếu như các bạn mua nha, thì cái giá các bạn mua online hoặc là các bạn mua offline ở cửa hàng, nó chỉ hơn 4 triệu thôi. Hơn 4 triệu, gần 5 triệu cho Galaxy A23 5G, thì mình tin chắc rằng đây sẽ là một lựa chọn rất là hời. Với Galaxy A23 5G thì điểm mạnh nhất của em nó đó chính là về phần cấu hình. Nó sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 695 5G. Rõ ràng 5 củ khoai Snapdragon 695 5G là một con chip mạnh. Và đương nhiên so với những dòng điện thoại của Xiaomi, Techno trong tầm giá, nó chỉ được trang bị con chip Helio G96 hoặc Helio G99 là căng. Những dòng điện thoại khác cùng lắm là Helio G88, thì Snapdragon 695 5G rõ ràng là một con chip mạnh và hiệu năng của nó rất là tốt. Con này thì sẽ có hai option, 4128 và 6128, chênh lệch nhau khoảng tầm 300-400 ngàn. Anh em nên lựa chọn phiên bản 6128 để có khả năng đa nhiệm tốt hơn. Ngoài ra, màn hình của nó là IPS LCD 6.6 inch, Full HD Plus và có luôn 120Hz. Thì cơ bản với con Samsung Galaxy A23 5G, màn hình 120Hz IPS là quá ok ở trong tầm giá rồi. Tại vì trong tầm giá cũng có mấy lựa chọn có màn hình AMOLED đâu. Và các bạn còn có gì nữa ạ? Có luôn cả 5G này, có một viên pin là 5000mAh cũng tương đối là trâu này, có sạc nhanh 25W này. Cái có này là những thằng khác trong tầm giá nó không thể nào có được này. Đó là có camera 50 chấm, có chống rung quang học. Đây là điều mà gần như những dòng điện thoại khác trong tầm giá là mất hút luôn. Đó, và quan trọng hơn nữa là con này có luôn cả camera góc rộng, một cụm camera cực kỳ hoàn hảo dành cho anh em. Mà Samsung bán 4 triệu, hơn 4 triệu đến gần 5 triệu. Tuyệt vời không ạ? Quá ngon. Và tiếp theo là một cái chiếc điện thoại mà mình tin chắc rằng nó cũng sẽ làm cho anh em hài lòng. Galaxy A24 4G. Con này là một cái phiên bản edit chỉnh sửa nhẹ của con A23 4G. Chúng ta sẽ có một cái update về phần màn hình. Màn hình bây giờ đó là Super AMOLED 6.5 inch, Full HD Plus và các bạn sẽ có tần số quét màn hình đó là 90Hz. Thì cơ bản mình thấy rằng cái màn hình của nhà Samsung thì nó nét có nét, đẹp có đẹp và khả năng hiển thị của nó trong tầm giá là mình thấy rằng là ok rồi, rất là ok rồi. Tiếp theo là về phần cấu hình. Xiaomi trong tầm này chưa có Helio G99 nha, nhưng mà Samsung Galaxy A24 4G đã có Helio G99 rồi. Hiệu năng của nó tương đối là mạnh và sự tối hóa rất tốt đến từ nhà Samsung, không hề bị trễ thông báo, không bị lỗi phần mềm các thứ. Update Android thì cực kỳ là lâu, nên là với con Helio G99 đang có trên Galaxy A24 4G thì mình đánh giá đây là một chip rất là mạnh. Con này có nhiều option cấu hình lắm, 464 này,
rồi cũng có phiên bản 4128 là cũng có phiên bản 6128 này, rồi còn có phiên bản 8128 này, thì các bạn có thể lựa chọn tùy thuộc với nhu cầu chạy đa nhiệm của mình. Nói chung là hiệu năng rất rất ổn, và trong tầm này năm củ khoai mình không cần phải bàn cãi thêm về cái độ ngon của A24 4G nữa. Còn về phần camera, Easydux con A23 5G, camera 50 chấm, có chống rung quang học OIS, có camera góc rộng 5 chấm này. Và camera con này sẽ đẹp hơn con A23 5G một chút xíu, selfie 13 chấm. Pin vẫn là 5000 mAh, vẫn có sạc nhanh ở đây là 25W. Và thiết kế của con Galaxy A24 4G này thì nó cũng rất là đẹp, cực kỳ giống con A34, A54 hay là Galaxy S23. Nói chung, Samsung bây giờ đã làm thật sự quá ngon. Và với những chiếc điện thoại mình kể tên ấy, các bạn có thể đi so sánh nó với những dòng điện thoại có thể coi là giá rẻ cấu hình cao trong tầm giá. Samsung không làm cho anh em thất vọng đâu. Mình phải nói thẳng là cấu hình này, những con điện thoại Samsung mình vừa kể tên, nó cực kỳ đáng mua. Và còn thiếu một lựa chọn nữa, đó là con Samsung Galaxy A34. Con đấy là có chip là Dimensity 1080, có rất nhiều thứ khác ở trong tầm giá như là chống nước IP68 này, loa kép này, camera chống rung quang học rất là ngon này, đó, màn hình 120Hz AMOLED này. Con đấy mà chỉ cần hạ xuống mức giá từ 6 đến 7 thôi thì mình tin chắc rằng nó vẫn là vô đối luôn các bạn ạ. Samsung bây giờ anh em game thủ có thể mua được rồi. Anh em nghĩ sao về những điện thoại mà mình đã kể tên? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.